những cái đợt triều cường sắp tới, nước sẽ có thể tràn vào khu vực này. Cả ngày hôm nay thì chính quyền và người dân ở quận này thì đang giáo diết thực hiện các biện pháp để mà chủ động phòng tránh triều cường. Thông báo về đợt triều cường cuối tháng 10, hạn chế lưu thông qua đường Tô Ngọc Vân. Cán bộ quận thì hết phát loa thông báo, đăng thông tin lên Facebook, gửi tin nhắn thông báo cho bà con, rồi lại lập đoàn đi kiểm tra để gia cố đê điều như thế này. Quận 12 là một trong những quận mà thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường, do có nhiều sông và kênh rạch bao quanh mà lại có tới 14 đoạn đê bao bị sụt lún. 8 cái cống ngăn triều khác cũng bị hư hỏng, đang phải khắc phục tạm. Còn nhớ cách đây chừng nửa tháng thì triều cường đỉnh của năm đã xảy ra trên diện rộng. Nhiều khu vực khác ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập sâu. Ác một cái là triều cường ở thành phố này lại nặng về mùa mưa. 10 đợt triều cường thì có 7-8 đợt là đồng thời xảy ra mưa lớn, gây áp lực rất lớn lên hệ thống thoát